Rồi đoàn chúng tôi di chuyển rời khỏi rời khỏi khách sạn Hồng Hạnh, thành phố Vũng Tàu. Ngọc Hạnh. Và chúng ta lần lượt từ từ di chuyển về Hậu Giang, chia tay thành phố biển Vũng Tàu thân thương. Bye bye. Mọi người ơi, bye bye, chào tạm biệt Vũng Tàu đi mọi người. Alo. Mọi người thấy vui không? Năm tới đi chơi nữa không? Năm tới là mộng mây nha. Đang tiến về nhà thờ Sông Vĩnh, một trong những địa điểm nổi tiếng ở Vũng Tàu. Nhà thờ hả? Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ồ, rất nhiều cây cỏ. Đúng rồi. Tạm biệt thành phố Vũng Tàu thân yêu. Mọi người đang ghé cái trạm sản xuất, nhà máy sản xuất mắm Trí Hải. Cái này mình mắm với mùi khô với mùi mắm rốt, cái khô mắm khô. Mọi người lựa chọn đoàn lưu niệm. Cái này là cái nào là cái này nào là vòng đá vậy? Hả? Vòng đá là cái nào? Vòng đá hả? À, vòng đeo tay đá. Đeo đá. Em đeo đá hả? À. Mấy cha con mày cứ thăm con. Chút cái trường nó hết hồn. Dòng mà được làm bằng sản xuất bằng đá là nào? Bọn này bằng gỗ nha, mấy cái này gỗ nha con. Dòng đá. Đá là mấy cái dòng mà đó là đá. Đá, cái đó đá hả? Cái này gỗ à? Cái này đá thấy không? Đúng rồi, đó đá đó. Cái này bằng gì? Bằng đá không? Này đá nè. Đá gì biết em cầm lên nặng chịu quá. Bằng đá rồi. Cái này bằng sợi dây thun. Không, dây ấy nó chứ. Dây dây đó dây có độ giãn này. Khó đứt á. Cái gì nói cô chỉ cho. À cái đó là trời ơi em lấy tại giờ tại biển luôn mà.
nên nó rẻ, khách đi vô đây nó mua đó, nó chợ mua Đà Lạt, mua đây 2 chiếc bằng Đà Lạt mua 1 chiếc 30 ngàn một chiếc nha mọi người. Không, tùy theo chiếc nha. Gỗ này mắc hơn nha. Mắc hơn hả? Đá rẻ hơn hả? Đá rẻ hơn. Ồ. Đá rẻ hơn hả? Đồng đá này rẻ sao? Đồng nhỏ thì nhỏ 2 chiếc. Tím không? Tím mà nè. Không, con đeo cái này màu đen mà. Đây có kem tươi. Anh Bảo có mua gì chưa anh Bảo? Nè. Này là cá lù. Cá lù đù á. Không, không tẩm DH. 69 k 1 kg. Trời bán. Ở đây có nem miền Tây nữa nè. Chị Linh. Có nem miền Tây nữa nè. Bánh tai heo. Gạo nứt. Chân Chí Hải. Cầm khô đây, khô không? Tính mua khô gì? Mua đồ quá. Em mua, anh mua em gói đi. Rồi tính đi cái gì tính lại nha. Ký không? Ừ, ký đi. Mực khô không tẩm. Vương quốc khô mực. Đủ chưa mọi người ơi, mình bắt đầu di chuyển rồi khỏi chạm dừng chân mắm Chí Hải nha. Rồi giờ kiếm cái chỗ nào ăn. Giờ mình tìm chỗ ăn trưa, đói bụng rồi. Thống nhất chúng ta đi ăn cơm nha. Tên là quán cơm miền Tây.
cơm miền Tây gồm có những món như thế nào. Sườn, sườn non, đùi gà, tôm. Một dĩa cơm sườn trước đi. Đây là các món ăn miền Tây, quán cơm miền Tây. Rồi xong rồi. Sao cô Nghĩa thế? Sao cô Nghĩa? Đúng rồi. Ồ, quá tuyệt vời. Lấy cái ly đó hứng nước. Mình ghé trúng món luôn ha. Trúng quán luôn rồi. Sao thầy Liên? Thấy sao? Ngon quá hả? Miếng cơm thêm. Một miếng thịt nữa. No luôn rồi, phải không? Quá tuyệt vời. Mau lên con trai. Ồ, gần hết rồi. Cơm bún phở, canh chua cá kho bầu. Quá ngon vị đây. Cút chan miếng. Rồi, đoàn tham quan của trường trung học Đông Thanh đang đến nhà thờ Sông Vĩnh nha mọi người. Quá trời hoành tráng luôn mọi người ơi. Đây là cái điểm cuối cùng của cái đoàn tham quan lần này. Nhà thờ Sông Vĩnh. Tôi thấy chữ vô ngã đâu. Chưa cái nóng rồi mày. Trên xe đang bước xuống là Long và thầy Linh. Hello. Anh Ân, thầy Vàng. Rồi chúng ta cùng vào tham quan đi, quá trời hoành tráng luôn. Cảm ơn. Đây. Let's go. Chính thức khánh thành vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, sau 11 năm 1 tháng 1 ngày xây dựng, nhà thờ giáo xứ Sông Vĩnh là công trình kiến trúc nổi bật của Bà Rịa, Vũng Tàu. Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 511, đoạn qua huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhà thờ Sông Vĩnh gây chú ý cho những ai đi ngang qua bởi dáng vẻ nguy nga, diễm lệ của ngôi thánh đường, mang đậm nét kiến trúc Gothic phương Tây. Nhà thờ Sông Vĩnh là ngôi thánh đường của họ đạo Sông Vĩnh ở Bà Rịa, Vũng Tàu, được chính thức khởi công xây dựng vào năm 2011. Nhà thờ được xây dựng trên nền dài 82m, rộng 35m với hai tháp cao theo lối kiến trúc Gothic cùng kiểu vòm nhọn cổ điển đặc trưng. Kiến trúc Gothic là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu cho đến tận bây giờ. Nó vẫn có ảnh hưởng lớn trong các kiến trúc nhà thờ hay các trường đại học ở châu Âu cũng như trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, kết cấu làm từ chất liệu gạch đá được tô lát kỹ lưỡng tỉ mỉ từ những ông cửa đến bức tường, càng giúp cho nhà thờ thêm phần rắn giỏi, bền bỉ trước những tác động của môi trường khắc nghiệt từ gió và bốn miền biển. Mọi người mong ngôi thánh đường sẽ mãi lâu bền cho đến nhiều thế hệ mai sau. Vậy nên điều chi tiết đều rất kỳ công. Giữa vùng đất Bà Rịa, Vũng Tàu đầy nắng và gió, nhà thờ Sông Vĩnh nguy nga, lộng lẫy chẳng khác nào một cung điện giữa trời Âu. Ban đêm, nhà thờ lung linh huyền ảo bởi những ánh sáng vàng trắng đặc trưng, lấp lánh tỏa ra từ những ông cửa sổ lớn nhỏ. Trong dịp Giáng sinh, nhà thờ càng được trang hoàng rực rỡ, lung linh, nổi bật từ xa, với vẻ đẹp lộng lẫy, đậm chất châu Âu cổ điển.
Nhà thờ Song Vĩnh thu hút không chỉ những người theo đạo mà cả người dân tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Trong dịp Giáng sinh, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách ghé đến check-in. Chỉ cần đứng tạo dáng bất kỳ ở góc nào ở công trình, du khách cũng có được những ảnh. Tráng lệ. Bỏ nó là bóng. Bóng là. Nhà thờ con ơi. Dạ con muốn dùng một con lớn cái thời gian. Giáo sứ Sông Hàn. Cái cột hết, biết cái cột không? Nhìn dàn cửa rồi. Kinh khủng. Quá đẹp. Làm bằng đá hoa cương không à? Trời đẹp luôn mọi người ơi. Quá đẹp luôn kìa, trên tường kìa. Sáng nghi quá ha, nó chưa lớn trời. Trong trình kiến thức nó quy nghi hoành tráng. Tượng Chúa Giêsu. Đây là hai bên cánh gà của nhà thờ. Đây. Đây là cánh bên phải. Bây giờ mình đi qua cánh bên trái coi. Cái bục là bằng đá hết trơn nha mọi người. Tất cả đều là đá không. Đây là cái ghế ngồi trong nhà thờ. Mình thấy nó dày mà nó kịch cộm. Ha. Cái ghế này nó dày dặn ha, nó kịch cộm làm sao hết trời. Đây là cái bục bằng đá luôn. Mắt biết rồi. Hai bên là hai màn hình LED rất là lớn. Rồi, chúng ta di chuyển qua cánh gà bên trái. Hoành tráng quá. Nhìn thấy gỗ cực kỳ chất lượng. Quá đẹp mọi người ơi. Nằm dưới đây còn là bằng đá không, đá hoa cương không nha, đá hoa cương không luôn, toàn bộ đá hoa cương hết nền nè, kìa cái nền kìa, hết biết luôn. Đây là cái trần của nhà thờ.
Vừa chưa, mình có xe được chưa? Xong rồi đó. Xong rồi đó. Xong rồi đó. Có. Có. Bắt tài xế em nhảy mũi. Rồi xong rồi, đoàn tham quan đang từng bước di chuyển ra khỏi nhà thờ. Không biết nữa. Coi thử. Không? Chung tay xây dựng vậy. À, chung tay. Nếu mà đạo Phật gọi là cúng dường. Bên đây gọi là chung tay xây dựng nhà Chúa. Cái này là mới vừa sạch. Rồi, thông tin đọc và được kê từ năm 2011 tới năm 2022. Ủa, đó là gì vậy? Là mới khoảng 2 năm nay. Cái này là cái công trình bên cánh trái của nhà thờ. Không biết nữa. Công trình bên cánh trái của nhà thờ. Rồi đoàn đang tiến ra trước cửa của nhà thờ Song Vĩnh và chụp phôi hình làm kỷ niệm. Kỷ niệm một chuyến đi. Cái này nó không làm gì. Chắc cũng có cái nghĩa gì đó mà không biết. Mấy cái mẫu bóng bóng bay á. Cột con bóng bay mấy ngày lễ đó, cột con bóng chụp chặt chặt mất lại. Chứ nặng thì còn nặng là nó dính trong đó luôn mà. Làm chậm ba cái ghế lại nè. Nhưng mà đổ bê tông chậm á. Ba cái ghế mẫu chậm lại ba cái hả. Nhưng mà nó đổ bê tông chậm á nè, chính nhắc à. Trời ơi, cao. Cái tế lễ rồi gì còn có bóng chùm chùm chùm. Nhưng mà tiếc một điều là ở phía trước nhà thờ nó không có cái dữ kiện chân ha. Ví dụ như này cao bao nhiêu mét, làm bằng đá gì hay là xây như thế nào á, không để ha. Để mình quay lại. Vậy gì á, hả? Chụp tấm hình đi vậy á. Hello mọi người, ta đến cầu Mỹ Thượng số 2. Ôi màu đẹp quá đẹp. Cầu gạch miễu trước là hợp tác với nước ngoài. Nhưng mà có điều sao mà nó mà cầu này cầu đầu tiên Việt Nam á, không phải. Đúng đúng đúng. Không phải là đó. Cầu này đầu tiên à. Không phải. Cầu đó cầu được cầu đấy. À cái cầu đấy. Mọi người ăn ngon miệng.